Dạ, xin mến chào quý vị. Hiện tại mình đang có mặt tại nhà chị Tuyền quý vị. Cũng lời nói đầu tiên cho mình chúc tất cả quý có nhiều sức khỏe, thành công việc ha. Quý vị nào xem nhớ đăng ký chuông cập những video tiếp theo quý vị. Hiện nay lần đầu tiên bên chị Tuyền về một số phô mai tứ quý, phô mai vàng phục vụ cho quý vị video hôm nay ha. Thì địa chỉ ở đây Gò Công, Tây Tiền Giang ha quý vị. Rồi em chào chị ơi. Em chào cô chú anh chị nha. Dạ. Hôm nay em về một lô mai tứ quý nha. Dạ. Của em là bao sóng bao xin nha. Dạ. Số điện thoại của em là số Zalo luôn, 0939046405. Dạ. Rồi vô cây số 1 với chị. Chị đối chiều cao trước đi chị đi. Đối chiều cao trước đi. Vô chị vô chiều cao trước, em vô chi tiết hoàn thẳng nó dễ khỏi mất công. Chiều cao mình đâu vậy? Dạ dạ. Là 80 nha. 80 ha quý vị. Cái mã cái số này 1 bay quý vị, mã số 1 thôi tứ quý. Cái bay quanh là 26 nha. 26 chuẩn ha quý vị. Rồi cái này em giao là khoan chị xây em dài dọc nha chị Tiền ơi. Đây để quý vị. 1,5 triệu nha. Có chân chịu chân gị đều có hết luôn ha. Quần cái đuôi thú ha. Bay mà dạng nó ná thú quý vị. Rồi chị cứ quay đi, chị em nói chị cứ quay cho em nè. Rồi mã số 1, 1,5 triệu hả chị Tiền? 1,5 triệu. Rồi mã số 1,5 triệu bao ship quý vị toàn quốc ha. Rồi xuống cây em. Thì video hôm nay của chị Tiền ha gửi đến quý vị ha quý vị. Cũng mong quý vị xem tham khảo ủng hộ chị Tiền ha. Giá làm quen ha quý vị. Mã số 2 chiều cao. Số 2. Chiều cao là 1m3. Chiều cao 1m3 quý vị. Hoành là 25. Rồi 6 luôn, báo 25 nha. Rồi 26 yếu tính 25 hợp lễ ha. Dạ. Quý vị. Rồi mã số 2 là 700, cũng bao nhiêu ship quý vị tổng 800 hả chị? 800 quý vị, xin lỗi ha. Mã số 2 800. Rồi xuống cây luôn. Mã số 3 nguyên con thú quý vị. Thú này rõ nét luôn ha. Số 3. Chiều cao là 98 nha. Chiều cao 98 quý vị. Rồi chị đo đây chuẩn luôn. Hoành đo đây ha. Dạ. Đo hai vị trí đi. Ngay vị trí này nó là 30. 30 quý vị, 30 chuẩn luôn ha. Thì mình đo cho lên 1 vị trí. Không, đó 1 vị trí hả, hoành là 30. Rồi bây giờ chị đo chị đo cái đường kích đầu dài dùm cho em đi. Tại coi cái đuôi thú cái mức độ về cho khách hàng tầm độ mấy. Em đo được nguyên con thú dài, nguyên cái đuôi không quý vị? Không không, chị đo cái chiều dài là được rồi. 63 quý vị. Chiều dài từ mặt đó 63 ha. Cây này thì chỉ để tâm cao vậy hả quý vị, về quý vị không thích cây này hạ xuống rất là đẹp quý vị, ra nét thành thú ha, đóng ba ống bo chân chịu quý vị, bỏ hai chân rất khéo ha. Cái mã số 3 này em giao lưu 2 triệu nha. Mã số 3 2 triệu ha quý vị, vào ship toàn quốc. Rồi xuống cây luôn ha. Thì qua video hôm nay quý vị chưa rõ chi tiết như xưa qua số điện thoại như số Zalo của chị Tuyền ha quý vị. Mã số 4. Chiều cao là 49. Dạ, rồi chiều cao. Cái đó là 49. Cái này nó hai cái dính lại quý vị. Nó rồi. Nhưng mà thì hai cái dính lại. 26 hoành. 26. Để đầu. Rồi. Giống như huynh đệ hả quý vị. Cũng thuê mẫu tử cũng được, cái này không phải mẫu tử, huynh đệ song sinh đi. Rồi, mã số 6 này em vô lưu 600 nha. Mã số 4 đi. Mã số 4. Mã số 4 600. Rồi xuống cây luôn chị. Số 5 cũng là con thú nằm luôn. Số 5. Chiều cao. Chiều cao là 1m27 tính mét 2 đi. Chiều cao 1m27 tính mét 2 chẳng có vậy rồi. Hoành thân. Hoành này em đo ngay vị trí này ha. 28 quý vị. 28. 28 là nó còn hở khúc quý vị, nó hở chưa tới sát rễ rồi chị xích xuống chút xíu nữa chị Đèn, sát chân rễ ra. Nói chung là nó không quá 29 nè, báo 29. 28 luôn đi. Rồi quan trọng không quý vị. Đây chân kiệu nó quý vị, rất là bỏ kéo ha, cái giò trước nó bỏ ở bên ha. Bên đây. Khoan quý vị. Có chân đây chứ quý vị. Cái đuôi thú khoảng 4 tấc không quý vị.
4 tấc. Rồi. Tổng cái chiều dài bầu là 60. Rồi, xoay em vào vòng chị. Cái này mã về. Số 5 này em giao luôn là 1.8 nha. Rồi, mã số 5 1.8 quý vị, cũng bao ship toàn quốc. Rồi, đổi phôi luôn. Cái này quý vị về thích tán lùng nó cũng đẹp nữa quý vị. Rồi, mã số 6. Một cây bonsai động lực. Mã số 6 chiều cao tính từ ngay cái đoạn này đi là 38. Rồi. Rồi chị đi đo vị trí này đi. Vị trí thứ nhất. Trên miếng này không rồi, rồi chị đo dưới cũng được. Hoành 28. 28 quý vị. Rồi chị chạc xuống cái cũ cái gì chị tiền. Cũ nè. Rồi, chạc xuống nó đúng rồi, chị chạc xuống nó cái cho em. Củ đặt là khoảng 38. 38 quý vị, củ đặt ha. Rồi chị xây dài vòng lấy cái dây xây dài vòng cho em. Mã số 6 này em giao lưu là 1.2 nha. Rồi chị quay đi. Mã số 6 1.2 quý vị. Rồi, đổi phôi luôn. Thì đây gần ngòn ha, cũng lần đầu tiên chị tiền lên sóng ha quý vị. Thì video có gì sai sót cũng mong quý vị thông cảm bỏ qua cho anh em ha, cho chị ha. Mã số 7. Chiều cao là 1m2. Chiều cao 1m2 quý vị, cũng là con thú luôn. Hoành là 23. Rồi, hoành 23 hoành. Cái đuôi nó cũng hơn 2 tấc không quý vị. Con thú này để đo đuôi. Đuôi 2 tấc. Hơn 2 tấc mà tính 2 tấc thôi. Cái chiều dài bầu này là khoảng 50. Rồi. Hơn luôn á, 55. Hơn 50, tính 50 cái gì. Chân chịu đều có hết luôn á gì. Điểm ha. Cái mã số 7 này em giao luôn là 1.4 nha. Rồi, mã số 7 là 1.4, cũng bao ship toàn quốc luôn. Rồi, đổi phôi luôn. Mã số 8, đa số này tôi quý là thú không hả quý vị? Cái bay. Mã số 8 này cái bay. Thú bay. Đang bây giờ đo cái độ bay ngay cái cành này trước đi. Rồi. Độ bay ngay cành này là 88. 88, đây ngay quốc lộ quý vị, gần xe bóp đèn lớn quá. Độ bay ngay tới cái cành nhỏ này ha. À, 125. Rồi. Quanh. Quanh là 25. Rồi, 26 yếu tính 25 quý vị. Đây cũng có chân chịu. Chân trước chân sau bỏ đủ hết lao quý vị. Mã số 8 này em giao lưu là 1.4 nhé. Rồi, mã số 8.4 xuống cây luôn anh. Rồi, cây lồng lực quân sai luôn. Số 9 chiều cao là 44. Chiều cao 44. Quanh là 25. 26 yếu miếng quý vị tính 25 ha. Rồi, cây mã số 9 này em giao lưu là 1.2 nha. Rồi, mã số 9.2 quý vị cũng bao ship toàn quốc. Rồi, mã số 10 lên cây. Mã số 10. Đo chiều cao từ ngay chỗ này. Chiều cao này 50. Rồi, chiều cao tới mặt bầu 50 quý vị. Lên cái ngọn trên là 69. Rồi. Hoành là 20. Rồi, đâu chị đo khúc đây chị. Khúc này là 20. Cũng 20 luôn hả quý vị? Tại cái phần này phần đế sổ nó hai tấc ha. Từ ở ngay chỗ cái tay em là xuống đế hả quý vị? Hai tấc. Rồi, sao giờ vào em. Mã số 10 này em giao lưu 700. Rồi, mã số 10 700. Rồi. Cây ngã không? Không, cái hình như cây ngã. Rồi, mã số 10 700 lên mã số 11. Mã số 11.
11. Chiều cao là 1m2. Chiều cao 1m2 quý vị. Hoành là 21. Rồi 21 chuẩn luôn. Rồi, xây em vài vòng. Rồi, từ nào của nấy ha quý vị. Để cũng có điều ha, nhưng mà cộng lại ha. Rồi, cây mã 11 này giống luôn 700. Rồi, mã số 11 700 quý vị. Mã số 12. Con gì? Này chị Đà hay chị Lăng đúng quý vị. Mã số 12. Chiều cao là 60. Chiều cao 60. Hoành đo ngay chỗ này đi. Rồi. Nha. Hoành là 13. 13 hoành quý vị. Quái ha. Tôi quý mà kiếm này nó hơi quái quý vị. Như con cò cạo bước mấy chân tới ha. Đó quý vị. Thấy ha. Rồi mã số 12 này giao lô 450. Rồi mã số 12 450 ha quý vị. Rồi. Mã số 13. Mã số 13. Chiều cao là 49. Chiều cao 49. Hoành là 25 yếu báo 24. Rồi 25 yếu ta báo 24 hợp lệ quý vị. Cái này cũng nguyên cũ không quý vị. Xuống mã số 13 giao lô 700. Xây em vài vòng nữa chị. Rồi mã số 13 750 quý vị. Rồi. Mã số 14. Mã 14. Chiều cao là 70. Rồi chiều cao 70. Cái này cũ não quý vị. Hoành là 30. Và chỉ đo đây ha quý vị, rồi chạc xuống miếng em chị. Rồi để em đo lên tí đi. Nếu lên tí là 29. Dạ cây chỉnh ha. Cũng là 36. Rồi 36 quý vị. 37 luôn báo 36. Rồi, hợp lý quý vị. Cái mã 14 này em giao lô 2 triệu nha. Xây em dài dòng chị. Rồi mã 14 2 triệu cũng bao phí ship quý vị toàn quốc ha. Rồi xuống cây. Thì quý vị xem thích cái nào cũng alo trực tiếp cho chị tiền không quý vị. Ủng hộ chị mới ha. Cao 1m2 quý vị. Hoành là 25. Rồi hoành 25 quý vị. Rồi. Hoành 25. Rồi nguyên cũ luôn. Nói chung là 25 hơn quý vị. Cái này rồi. Nó nguyên cũ chứ đo chẹt dưới cỡ 27 28 quý vị. Rồi cây mã số 15 này em giao lưu là 700. Rồi mã số 15 700. Rồi. Mã số 16. Mã số 16. Cao khoảng 1m, tổng thước dây này là 1m6 nè. 1m50. Rồi 1m50 quý vị. Hết thước dây. Nói chung là hết thước dây đi. Quanh đo ngay vị trí này là 22 nha. Rồi 22. Quyên cái đuôi nó cũng hai tấc quá vậy. Đuôi hai tấc. Chiều dài bầu là 50, rồi. 54 đó 50. Rồi. Xem vài vòng. Quyên con thú nằm. Có mấy con rể treo đó về quý vị cắt lại không? Mã 16 này em giao luôn 900 nha. Tông cao quý vị, có trên tay cầm nó đều ha. Rồi mã 16 900. Rồi xuống cây luôn. Mã 17 cây bonsai quái. Mã 17. Đo, nếu mà đo cái độ bay này tới đây là 20. Rồi. Giờ cũng lên được rồi chị. Đây là 25. Rồi. Hoành là 16. Rồi hoành 16 cái gì? Lên tí là 15. Rồi. Ờ, xây em dài dòng thì mã
mã số 17, giao lưu là 450. Mã số 17 450 quý vị. Đây nó có cái lỗi ha, nhưng mà nó xàm quý vị. Nó đang kéo ha. Nên đen đen tới tối quý vị thấy vậy rồi. Mã 17 450 xuống cây luôn. Mã 18. Mã 18 450. Mã số 18 này là combo 4 cây nha. Rồi. Combo 4 cây. Mã số 18 có gần 4 cây quý vị. Rồi, cái độ bay của nó tới đây là khoảng 54 nha. Rồi. Rồi đo vành luôn chị. Vành là 14. Rồi, xây dài vòng. Combo 4 cây nha, đây là cây thứ nhất. Rồi, xuống lên cây thứ hai đi chị. Cây nào cũng được. Cây thứ hai của mã số 18, chiều cao nó là mình cho tới đây là 20 đi. Dạ rồi. Vành nó là 14. Rồi, xây em dài vòng luôn. Rồi giá không chị ơi? 4 cây này là 750 nha. 4 cây 750 quý vị. Đây là cây thứ 3 của mã 18. Hoành cây này là 13. Rồi. Hoành 13 nha. Rồi, hợp lệ. Chiều cao là 18. Rồi. Rồi lên cây thứ 4 luôn. Này. Còn mã số 18 4 cây hả quý vị? Tại đo em chia dưới từng cây cho quý vị ha. Số 18 là 4 cây nha, cây này là cây thứ 4. Cái độ bay của nó là 32. Rồi. Quanh là 10. Rồi. Rồi 4 cây, mã số 18 4 cây ha là 750. Rồi 4 cây 750. Hỏi ông anh còn không nổi thì để đất cũng được nữa. Mã số 19 là cây phôi mai vàng dính cây tứ quý ha anh. Mai vàng, mai vàng. Mai vàng thiên nhiên mình ha quý vị. Là mai vàng, mai vàng dính cây tứ quý. Rồi chiều cao chị ơi, chiều cao cây mai vàng. Mai vàng dùng nha. Chiều cao đó là 1m2. Rồi chiều cao 1m2. Hoành thân. Bây giờ hoành đo ngay vị trí này trước đi. Ừ. Chị đúng rồi. Rồi chị đo vị trí thứ nhất đi. 36. Rồi 36 rồi chẹt xuống cái luôn chị ơi. Rồi hợp lệ. Vành gốc ở dưới là 42. Rồi 42. Để em đo lên trên đây tí nữa. Thôi, thôi. Khỏi hả? Rồi. Lên tí nữa là 32. Rồi 32 luôn quý vị. Cây bên đây là cây tứ quý quý vị. Đâu chị đo cây tứ quý này vành nhiêu luôn, chị đo tổng hết luôn đi. Tại nó dính vô cây này về quý vị tách ra ha, mua được cây tứ quý ha. Cây tứ quý này vành là 25. 28. Xin lỗi, 28. Tổng hoành 28 rồi, xây em vài dòng đế. Thằng lắc quý vị dính vô cây tứ quý ha, tại cây này rút cây tứ quý ra thì bể bầu quý vị. Giờ quý vị mua về trồng thì quý vị thử tách ra. Rồi cây mã 19 này em giao lưu 2 triệu nha. Rồi mã 19 2 triệu quý vị. Rồi mã 20 là cây này lên bàn quay không có nổi quý vị. Thì quý vị chưa rõ chi tiết ha, có thấy nào không rõ thì qua kết bạn Zalo với chị Tiền không quý vị. Kết bạn Zalo rồi em quay cây em gửi cho xem lại. Cây mã số 20. 42 hoành, 42 yếu, tên 41. 41. Rồi chị đo cái chiều cong một cây thôi chị. Nó quay. Cái chiều cao của cái cây này đi nha. Tính là cây nhỏ chứ là 43. Rồi. Để đây quý vị. Chiều cao của cái cây lớn là 1m2. Rồi. Con cái đọc đây nó hơi tối không quý vị? Đây quý vị thấy ha. Rồi qua tối mấy cái này của quý vị chưa rõ các bạn Zalo ha. Rồi mã số 20 em giao lưu 3,5 triệu nha. Khoan khoan xem để em xây dài dòng. Để em đi qua cái hướng này. Rồi được rồi. Đây quý vị.
quý vị nhìn lại kỹ cái mặt cây như vậy ha, nó quái không quý vị, nó có hai cái sừng giống hai sừng trâu ha, nó cong lên ha. Rồi mã số 20 chị nhắc là giá nhiêu chị? Cái mã số 20 giao luôn là 3,5 triệu. 3,5 triệu không quý vị, một cây quái là hết phải không chị Tiền? Dạ đúng rồi hết. Rồi cuối video thì mình cũng thay mặt chị Tiền ha, cảm ơn quý vị dành thời gian quý báo xem hết video ha. Thì quý vị xem cây nào thích alo trực tiếp chị Tiền quý vị, mình xin hẹn quý vị video tiếp theo.